Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho cái sản phẩm sữa bán ở trên kênh ngày hôm qua. Sữa Pediasure, một cái thương hiệu rất là lớn, và hôm qua thì bán nó cũng chỉ có 16 hộp thôi. 16 hộp với cái mức giá là 976.000 trên một hộp 1,6 kg. Thực sự một cái mức giá ngon như thế thì nó hết, nó cũng là điều đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, sẽ có anh em là chưa mua được. Anh em thắc mắc là tại sao mà vào lại phải mua với giá là tới tận là 1 triệu mấy. Thì đương nhiên rồi, nó chỉ có 16 hộp thì nó hết cái khuyến mại anh em nhá. Khi mà bán hết 16 hộp thì nó sẽ trở về cái mức giá cũ của cái nhà bán hàng. Đấy, cái sản phẩm ý mà được giảm giá thì tôi deal trực tiếp với cái nhà bán hàng để có thể là lấy được cái voucher ở trên kênh với cái giá rẻ cho anh em. Nhưng mà nó không có được nhiều anh em ạ. Nó chỉ được với một cái số lượng nhất định thôi. Chủ yếu là người ta muốn PR cho cái sản phẩm và cái cửa hàng của người ta. Làm nào để cho nhiều người biết đến và tăng cái doanh thu, tăng cái số lượng người mua, cái đánh giá cái sản phẩm, để người ta có cái sự uy tín ở trên sàn ấy anh em ạ. Đó, chính là lý do tại làm sao mà anh em có thể mua được với cái giá rẻ như thế. Đây thực ra nó là một cái chiến lược kinh doanh của người ta thôi. Hết khuyến mại thì anh em không mua được cái giá đấy nữa. Đấy, nhưng mà anh em hãy theo dõi kênh của tôi, bởi vì rất có thể là tôi sẽ bán lại sản phẩm sữa Pediasure trong tương lai anh em nhé. Anh em yên tâm là giá cực kỳ tốt. Đấy, thì tôi mới bán. Giá tốt tôi mới bán là một, thứ hai là gì? Sản phẩm là có thương hiệu và có chất lượng, được qua kiểm định thì tôi mới bán anh em nhé. Đa phần những cái sản phẩm mà đã bán ở trên kênh tôi ấy là đều tôi sử dụng hết. Tôi mua về tôi dùng trước và tôi thấy ok tôi mới bán cho anh em đấy anh em ạ. Anh em cứ yên tâm nhá. Mà cũng phải thú thật với anh em là như này. Hiện tại là ở trên kênh có cái khả năng là áp cái link affiliate vào ấy, là có cũng rất nhiều cửa hàng là muốn hợp tác để tôi có thể giới thiệu cái sản phẩm của họ để bán ở trên kênh của tôi. Nhưng mà thú thật với anh em là nó còn phải qua cái quá trình chọn lọc anh em ạ. Tôi phải chọn lọc rất là kỹ thì tôi mới giới thiệu, chứ không phải ai nhờ là cũng giới thiệu đâu. Cái mà tôi đặt lên hàng đầu, cái tiêu chí bán hàng của tôi ấy, là phải lấy được cái uy tín của các anh em mua hàng. Đấy, nên là cái sản phẩm mà tôi bán cho anh em ấy, nó phải được cái giá tốt nhất cái đã. Giá tốt nhất và nó phải là một cái sản phẩm có chất lượng. Và khi mà anh em đã tin tưởng rồi, anh em yêu quý rồi ấy, thì cái việc bán hàng nó rất là dễ dàng. Nó dễ lắm. Nếu mà tạo được uy tín với anh em thì khi mà tôi đưa một cái sản phẩm lên ấy, là anh em biết là nó là chất lượng và biết là cái giá của nó là tốt nhất thị trường rồi. Thế nên bây giờ ấy, ở trên kênh này nó sẽ có một cái slogan bán hàng, đó chính là ở đâu có giá tốt thì ở đây có giá tốt hơn anh em nhé. Đấy, slogan mới kênh. Và hôm nay nhá, tôi cũng xin chia sẻ thật với anh em luôn là ngày hôm nay là một cái lời nhờ của một cái ông anh là chủ cái phòng tập gym mà tôi đang tập, bán cái sản phẩm liên quan đến tập thể hình anh em nhá. Các anh em mà đang tập thể hình thì sẽ rất thích cái sản phẩm này, nhất là các anh em đang muốn giảm béo và tăng cơ. Đấy, và các anh em mà muốn đang gọi là body building đấy thì có thể là anh em sẽ cần cái sản phẩm này. Bởi vì hôm nay sẽ có một cái mức giá rất tốt cho cái sản phẩm Whey Protein nha anh em nhé. Và cái sản phẩm Whey Protein mà hôm nay tôi bán là cái sản phẩm Whey Protein của thương hiệu Body Gold anh em nhé. Thương hiệu Body Gold thì quá nổi tiếng ở giới tập gym rồi, anh em không còn lạ gì nữa, nên là tôi không cần giới thiệu nhiều. Đấy, còn anh em nào mà chưa biết cái thương hiệu này, anh em có thể lên trên mạng anh em search anh em nhé. Nó cũng tương đương với cả Pediasure của sữa dành cho trẻ em đấy. Sản phẩm bán là sản phẩm Whey Protein Isolate, là Whey Protein tinh khiết đấy, với độ tinh khiết lên tới 95% anh em nhé. Đặc điểm của sản phẩm như nào, chi tiết như nào thì anh em hãy ấn vào giỏ hàng để xem cái đặc điểm chi tiết anh em nhé, hoặc anh em có thể tìm hiểu trên mạng. Còn hôm nay ấy, cái thứ mà tôi muốn bán, cái thứ mà tôi muốn nói đến ở đây, nó chính là cái giá của nó. Giá thị trường của Whey Protein của hãng Body Gold Isolate ấy, anh em có thể anh em sẽ phải mua với cái giá là 348.000 đến 400.000 cho một túi 1 kg. Đấy, thì hôm nay tôi bán ở trên kênh với một cái giá cực kỳ yêu thương, nhờ cái tài năng thương lượng của tôi với cái ông chủ phòng gym, giảm xuống chỉ còn 320k. Như thế đã gọi là thấp rồi đúng không? Chưa hết. Chưa hết anh em ạ. Ông chủ phòng gym còn nói với tôi là nếu mà tôi bán hết 60 hộp, 60 túi protein thì ông ấy tặng tôi 2 túi. Thì tôi cho luôn 2 cái túi đấy vào, tôi bán luôn anh em nhá, tức là 62 túi. Thì tôi giảm thêm một lần nữa cho anh em, thì chia đều ra
một túi 1 kg chỉ còn là 313.000. Đấy, nhưng mà vẫn còn chưa hết anh em ạ. Vẫn còn một lần giảm nữa, đấy chính là chính sách trợ giá từ YouTube nữa anh em nhá. YouTube trợ giá thêm 20k khi mà ấn vào link affiliate. Vậy là khi mà anh em ấn vào trong link affiliate của tôi và vào trong cửa hàng ở trên Shopee mua, anh em chỉ còn phải mua một túi 1 cân whey protein isolate của Body Gold với cái giá là 293k. Giá cuối cùng nha anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn rồi. Không thể thấp hơn được nữa. Tìm cả ở Việt Nam này luôn, không có một chỗ nào có thể bán thấp hơn được anh em nhá. Chấp tất cả các thể loại, bán online lẫn offline. Đấy, và chỉ có 60 túi thôi anh em nhá. À không, nhầm, 62 túi. Đấy, chỉ có 62 túi với giá là 293k thôi anh em nhá. Sau khi bán hết 62 túi, giá sẽ trở về mức giá bình thường là 348k. Thế nên là anh em nào mà đang có nhu cầu giảm mỡ tăng cơ, hoặc anh em tập gym mà đang có nhu cầu dùng cái sản phẩm whey protein, thì em mua nhanh lên nhá anh em nhá, số lượng có hạn thôi. Có thể là anh em thấy là cái phần quảng cáo giai đoạn đầu nó hơi dài dòng. Đấy, nhưng mà biết đâu đấy, đến một ngày cái sản phẩm mà tôi bán nó lại cần thiết cho anh em. Biết đâu đúng không? Anh em chỉ cần nhớ một điều thôi, là tôi sẽ bán bất cứ một cái sản phẩm nào sẽ có cái giá tốt nhất ở trên kênh dành cho anh em nhá. Ưu tiên cái việc là giá tốt cho anh em là đầu tiên đã, mọi thứ khác tính sau anh em nhá. Rồi, giờ thì chúng ta vào game thôi. Ok, game này nói chung là bài nó cũng hơi lởm anh em ạ. Đánh trận thắng trận thua, nhưng mà đa phần thì là thua. Trận này tôi cũng đang hướng tới là sẽ xây dựng client từ giai đoạn đầu. Hai mèo chắc bỏ client đi. Hai mèo thường bỏ client đi chơi rồng anh em ạ. Hướng tới là chơi bắn trưởng, lướt game, lấy mấy cái đồ mana thôi cho nó khỏe. Chứ là giữa game giữ được máu. Lúc đầu tôi có ý định là tôi sẽ xây dựng Glacier Clay, xong rồi sau đó là chuyển sang cái bộ hôm qua chơi ấy. Test thêm một trận nữa cho anh em. Trận này ở trong truyền thuyết có chú quỷ, nếu mà chúng ta lên được 11 là chúng ta chơi được 6 Glacier kết hợp với Witcher, kết hợp với chú quỷ anh em ạ. Bộ đấy bây giờ có khi là mạnh nhất beta ấy, nếu mà lên được. Thậm chí là còn đấm được cả bộ beat bây giờ cơ. Late game ấy, late game gặp là ăn chắc luôn. Nhưng mà lên thì hơi khó, tức là phải lên được level 11 anh em ạ. Lên được level 10 thì không kẹp được con chú quỷ vào, nhưng mà lên được 11 thì rất mạnh. Nhưng mà bài nó không ra cái hướng đấy anh em ạ. Ôi ra tabu này. Bài này nó đang hơi hướng sang kiểu bắn trưởng anh em ạ. Đây này, có cả chống trận này. Bài này nó không hướng theo kiểu Clay Glacier chơi kiểu kia, nó xây dựng nó dễ hơn. Còn nếu mà nó hướng theo kiểu hai mèo này mà để tận dụng được chơi bắn trưởng thì chúng ta có thể là chơi năm rồng. Tức là late game thì vẫn có thể chuyển sang Witcher được, nhưng mà là Witcher ngũ long hóa hình anh em. Chơi kiểu ngũ long hóa hình. Chơi như thế chúng ta sẽ tận dụng được những cái bài ở giữa game này hơn. Khi mà tận dụng được bài ở giữa game ấy, thì chúng ta vừa tiết kiệm được tiền mà chúng ta lại vừa có thể giữ được máu. Đấy. Nên là trận này khả năng là tôi sẽ mua tabu sau. Nếu mà chơi ngũ long hóa hình thì cái con chú quỷ hoặc là con rồng làm co thôi, chứ không phải là con tabu. Tabu nó chỉ là con phụ trợ gọi là kích hệ thôi. Đấy, đúng thật luôn. Bài rất giống bài bắn trưởng. Xây dựng bài bắn trưởng đầu game rồi. Phải tận dụng anh em ạ. Phải tận dụng. Đang này khi tôi up 7. Như này đi. Tận dụng mà đánh chuỗi thắng anh em ạ. Con Thunder cũng phải mua này. Tạm thời khi nào cũng chưa cần mua rồng vội. Bán con rồng đi kiếm human vào. Có thể sẽ có chuỗi đấy. Nhìn đội hình như này là khá là ok đấy.
cố gắng làm sao mà có 6 human để lên được 11 cái đã. Ưu tiên cho human đã. Human với cả phép thôi. Đây rồi. Ngựa 2. Trong trường hợp mà không ra nhiều human thì chơi 3 con thôi. Còn nếu mà trước round 15 mà ra được 6 con human thì chơi 6 human cũng được. Lên 8 là kẹp 6 human kẹp với 2 con 2 sao là ok rồi. Mà đặc biệt là ra con già, con rồng Dragon Clyde ấy thì chắc chắn là sẽ chơi được. Còn 2 con đấy mà không ra thì sẽ hơi khó chơi. Ok. Cẩn thận nhá. Rồi, vẫn có sách. Thằng này còn chuối cộng 9 á. Chuối thua cộng 9 nhưng mà khá là khỏe đấy chứ. Sói này. Mà trông cái bài này không giống như là được chơi human. Ôm hơi nhiều ấy. Tiền thì cũng chưa lên được tí nào. Hơi thọt tiền. Thiếu một con human nữa thôi. Nhưng mà có vẻ như là không ngon lắm. Bởi vì là nó vẫn chưa ra con già, con Dragon Clyde. Giờ ra Kunka thì cũng chưa chắc đã chơi được. Cho Kunka vào 6 human nhưng mà đang hơi thiếu đam. Có con già kích hệ mết thì ok hơn. Tăng thêm tí đam. Bây giờ bỏ mèo ra đấy, nó lại đang thiếu đam đấy anh em ạ. Mua ra bây giờ lấy được một quyển sách nhưng mà là phải cắn lên để tiết kiệm tiền. Luôn đi. Không ra luôn. Thế thì khó nhỉ. Hay thôi, chơi 3 human thôi anh em ạ. Đến cái round này mà không ra đủ 6 con là tôi bỏ luôn. Chơi bây giờ nó khó lắm. Nó chỉ cần chậm một vài round thôi là chúng ta không bao giờ chúng ta lên được luôn. Xong rồi là đánh chỗ thua luôn ấy. Sau round 20 là cái bộ này nó phế luôn mà. Bây giờ phải tiết kiệm thôi. Thôi tầm này cố gắng tiết kiệm để lên được 11. 12 thì chắc là không mơ được rồi. Cố gắng 11 quyển sách để lên được level 11 thôi. Ok, lại chống trận nữa à. 12 chống trận cũng được. Bây giờ chúng ta chơi bắn trưởng thì chủ yếu là tăng mana nhanh. Thì lấy hai cái đồ mà có thể là có khả năng tăng mana nhanh là cũng rất là ok. Toàn đôi anh em ạ. Toàn đôi mà nó không lên được 2 sao với tôi chứ cay thật. Con Flame nó ra từ rất lâu rồi. Flame Wizard ra chắc là phải đến chục round rồi vẫn chưa lên được 2 sao. Còn con Thunder nữa. Bây giờ chỉ cần là có con Flame hoặc con Thunder lên được 2 sao thôi là vớ vẩn là đánh được chỗ thắng ấy. Nhưng mà không lên được thì cũng khó. Rồi, có chuỗi thắng rồi này. Nhưng mà có giữ được không? Ba mét vào. Đồn phát rồi nào. À, đây rồi. Được, được, được. Đây, đây, đây. Như này ok hơn không?
Vãi, thằng này già hai ạ. Lắm 2 sao đấy. Ui, vẫn ăn được anh em ạ. Dã man. Sự lựa chọn là hợp lý đấy. Thunder lên được 2 rồi, hay quá. Quá tuyệt vời. Thôi rồi, thế cho Thunder vào đó. Vừa lấy cho Angeli vào ngon hơn. Nhưng mà bây giờ Thunder lên được 2 sao rồi. Bây giờ mua đao tiết kiệm một quyển sách được rồi đấy nhỉ. Thôi từ từ đã. Ổn áp rồi đấy. Chơi cái bộ này này là giữa game là phải đá qua mết trước anh em ạ. Ngũ Long hóa hình là chỉ chuyển về khi nào mà ra được chú quỷ thôi. Ra chú quỷ thì mới có cái cơ hội để chuyển. Còn nếu mà không ra thì bắt buộc là phải chơi là 5 rồng 9 mết. 5 rồng 9 mết hoặc là 5 rồng 6 mết. Đấy. Bây giờ cứ định hướng là 5 rồng 9 mét cái đã anh em nhé. Trong trận đấu là có rớt, có rồng 5 đô. Nếu mà tương lai mà bọn nó kẹp cá các kiểu vào này, hoặc là chúng ta ra con chú quỷ chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta quay xe vẫn được. Ok. Chỉ cần định hướng đúng là cái giữa game này đánh rất nhàn luôn. Rồi bắt đầu mua thêm những con rồng vào đó. Ở level 9 nó sẽ là 5 rồng 6 mét cái đã. Và bây giờ chỉ cầu ra là cái con già thôi anh em ạ. Ra con già để tôi có được cái bộ human cái đã. Ra con già thì chúng ta sẽ ghép vào là 6 mét kết hợp với cả 5 rồng. Nó có 3 human ở trong. Ít nhất là 3 human. Mỗi round là phải đều đều phải kiếm được mỗi quyển sách mỗi round. Để có khả năng là lên được 11. Bây giờ tôi mới tích được có 3 quyển thôi. Đấy. Bây giờ 3 quyển thì tức là phải 8 round nữa. Tức là tới tận round 27, 28, thậm chí là 31, 32 mới lên được. Nếu mà không phải trận nào cũng thắng, chắc phải tầm 31, 32 mới có thể lên được level 11. Cố tiết kiệm từng round một thôi. Rồi. Kiếm một con human nữa nào. Ui đây rồi, quá tuyệt vời. Ok. Chắc được một round thôi, chứ còn round sau chắc lại phải bỏ ra. Nếu mà tham human thì chắc là round sau là sẽ mất chuỗi luôn đấy anh em ạ. Thôi ưu tiên cái chuỗi này đi. Tiền thì đang bị thọt mà. Ưu tiên chuỗi trước. Bán bớt đi để có tiền up lên 9. Round sau thì tôi chỉ lấy 3 cuốn sách ở round này thôi. Xong rồi là tôi bán human luôn. Được ra ông Clyde này. Đánh mắt AZ được. Ui, chuyện này làm thằng bắn trưởng lắm. Thế phải lấy cái ấy rồi. Cái áo này phải lấy. Không rèn được. Như này đi. Tự nhiên ra con Dragon Clyde thì lại chơi được anh em ạ. Chúng ta lại kẹp thêm được cái bộ rồng này vào. Ăn được thằng nào hay thằng đấy, đúng không? Như này là mạnh rồi đấy. Tự nhiên lại ra Dragon Clyde. Có đam đánh tay. Kẹp thêm được với 3 rồng nữa. Trận này tôi thấy là có rất nhiều mấy cái thằng mà chơi bán trưởng. Ngoài ra thì có một vài thằng là nó đánh tay, ví dụ như là thằng Glacier này, hoặc là thằng 9 Warrior. Đấy, và có một cái nhà là nó chơi gót đỏ.
Đây, thằng này là chơi Warrior. Warrior thì khả năng là tôi sẽ vẫn ăn được thôi. Nhưng mà con Lancer 2 sao này thì ăn kiểu gì? Ăn nổi không? Vẫn còn Flame chắc ăn được. Đấy, Flame khỏe. Thôi cái tầm này tích sách anh em ạ. Tích sách thôi. Một lần thắng nữa. Trận này nó khác như cái trận ngày hôm qua. Trận ngày hôm qua là tôi cái sức mạnh của đội hình ấy, của chúng ta là chúng ta mạnh hơn như này và có khả năng lên được 12, chứ còn trận này không lên được 12 đâu anh em ạ. Tôi nhìn là tôi biết rồi. Trận này đánh chỉ lên được 11 là cùng. Đối thủ giờ là mạnh rồi. Thôi cố gắng một quyển sách nữa thôi. Kiểu gì round 26 cũng có thêm một quyển sách. Round quái 25 là chúng ta ăn được quyển sách đấy rồi. Nhưng mà thôi được quyển là hai quyển đấy, đỡ thọt tiền anh em ạ. Đây này có đỏ này. Không biết có ăn được thằng này không ấy. Kẹp cả Doom rồi, Doom là con Thunder kìa. Hỏng rồi. Nhìn bọn có đỏ. Ui, có cái có tí máu. Ui, xong rồi. Ui, mẹ ơi, nó đẩy nhiều luôn ạ. Cay nhờ. Con Swordman còn có tí máu, nó blink ra chỗ khác được ạ. Ui, mà đồ của nó thế giới đấy kìa. Này, trận này có Storm Shaman đấy nhá. Trận này có Storm Shaman, gót đỏ mà gậy xanh. Mà còn có cả huyết trượng thôi kìa. Huyết trượng nhẫn phép. Ây à. Căng ấy, cái Tùng Anh căng đấy. Nó vừa cắt chuỗi của tôi, một đống tiền luôn. Chết rồi. Đây là một cái đối tượng đáng gờm đấy nha. Rất là đáng để suy ngẫm đấy. Tùng Anh nhá, phải cẩn thận Tùng Anh. Tùng Anh lết game mà ra con Storm Shaman cầm gậy xanh vào thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ui, thế ra chú quỷ ở đây. Chú quỷ thấy có cả một con táo bú. Ôi, liệu rằng thằng này nó có chuyển sang Witcher không nhỉ? Mà là tôi chuyển sang Witcher là chắc luôn ấy. Ra là táo bú ra được chú quỷ à? Mà lại đang có trong đội hình à? Toàn đối thủ đáng gườm ấy. Căng phết. Tao 24 chưa nào đi luôn. Thằng có thằng còn đang eco 15 trận kìa. Vãi đái thật. Level 9 50 tiền bây giờ bắt đầu xả rồi. Xả mạnh rồi. 15 trận thua liên tiếp luôn. Vừa cắn máu lên. Chơi Exit à? Đang chơi Exit rồi xả tiền mạnh phết. Thằng này thì nó thiên về bắn trưởng nhiều hơn. Kẹp một con già 2 sao vào. Cũng khỏe luôn anh em ạ. Ăn luôn này. Greater nhưng mà già 2. Rồi một thằng đã đi. Thằng Glacier đi đầu tiên. 6 Glacier. Rồi sắp có một thằng thứ hai. Xả tiền nhưng mà không form được là cũng đi thôi. Level 9 phải form về 9 Exit cơ. Rao sau còn 50 tiền để xả kịp làm sao được nhỉ? Để xả trước đi. Chơi là tôi không bao giờ còn 8 máu mà ôm 50 tiền cả. 8 máu mà ôm 50 tiền thì xả kịp làm sao được. Riêng cái rao quái này sau rao quái còn phải lấy đồ. Còn phải suy ngẫm và phải xếp bài các kiểu. Mà không xả bớt đi về khoảng 20 tiền đi thì dễ toang lắm. Rao sau kịp không? Kiếm thêm được 3 con Exit nữa vứt vào. Phải xếp đồ các thứ. Khó chơi. Đánh cẩn thận là có phải xả trước khoảng 20 tiền ở round này. Round sau là thêm 20 tiền nữa là vừa. Không bao giờ xả kịp 50 tiền đâu. 50 tiền mà sau một round xả kịp là sao được. Khó lắm. Đấy, để xem là có xả được hết 50 tiền không. Ok. Rồi, cứ lên được 11 cái đã này. Lên 11 rồi tính.
khiếu à, chưa đủ 6m. Hai gót đi vậy. Rồi cứ lên được 11 rồi tính. Hay, lấy được cái huyết trượng. Được đấy. Rồi đổi đồ cam luôn anh em ạ. Bây giờ chúng ta có 5 rồng rồi, chúng ta không cần mấy cái đồ tăng mana nữa, vứt hết. Búa sét à? Được. Lấy búa sét cho rồng. Ui, trên này cũng có 5 rồng này anh em này. Ai à, cũng có đối thủ đánh ở level 10 rồi đấy. Lấy được cái gậy xanh, thằng này có gậy xanh, có gậy xanh, có gậy xanh. Ui thì thua rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, cầu vực thẳm luôn. Ác. Ác đấy. 6m cái đó này. Cầu vực thẳm luôn cơ mà. Ác thật. Bán bố con này đi. Tôi không có cầu vực thẳm. Nếu mà solo với cả mấy thằng bắn trưởng lên game thì khó nhỉ. 9m rồi. 9m rồi. Gậy xanh luôn. Gậy xanh cho Thunder. Khi mà con Thunder nó cầm gậy xanh thì ngoài cái việc là lượng đam của nó to hơn ý, thì cái vòng tròn của nó, cái xoay quạt của nó sẽ rộng hơn nữa. Nó sẽ bắn được hết bàn cờ luôn. Đứng lên bắn góc trong cùng luôn. Rất là khó chịu luôn đấy. Yeah, ok. Gặp vòng 9 Exit cũng sợ phết đấy. Không đùa đâu. Như này đi. Có luôn 4 gót luôn. 4 gót 5 rồng 6m. Chuẩn bài rồi. Tôi nghĩ là khó lên được 12 lắm. Bây giờ thì kiếm được quyển sách nào thì cũng không lên được 12 đâu. Tầm này khó, mỗi round được một quyển sách thôi. Bây giờ hiện tại còn chưa có tiền để form về đội hình 2 sao. Rồng vẫn còn 1 sao, Doom vẫn 1 sao, Zerg vẫn 1 sao. Tiền bây giờ chắc để roll thôi, chứ còn để mà kiếm human thì tôi nghĩ là khó. Ơ kìa. Hỏng rồi, round này hỏng rồi. Round này bị đẩy rồi. Ui ôi, đẩy nhiều thế. Tám máu à? Rồng 2 này. Được, được, được. Rồng này gánh một chút. Round 29 rồi mà vẫn chỉ có một thằng ra đi. Sống lay lắt thật. Cái thằng gót đỏ lên được con Zuba. Lại sống rồi. Còn 50 tiền luôn mà. Gót đỏ Zuba còn 50 tiền. Chắc là chỉ có tôi mới kết liễu rồi thôi. Tầm này cho sang đây con Doom phát là chết. Zuba mà lên được 3 sao là ăn Doom ngay. Nhưng mà chắc cũng chỉ có một mình tôi là ăn được thôi. Bây giờ tôi là cái thằng duy nhất kết liễu được thằng Tùng Anh thôi. Tốt nhất là kết liễu đi, đừng để nó có ra được con Thunder. À con Storm Shaman. Chứ nó đưa ra được gậy xanh rồi đấy anh em ạ. Ra được gậy xanh luôn rồi. Bây giờ chỉ thiếu mỗi Storm Shaman. Đây rồi, hay quá. Sang đây bạn ơi. Trời ơi. Thôi sao 16 máu. 16 máu, đi rồi. Ôm 50 tiền, level 9. Có vẻ quá tự tin về cái con Swordman 3 sao đúng không? Và tôi đã để sẵn ở đây rồi. Tùng Anh đâu có biết là tôi đang để sẵn bài ở đây để tôi tiêu diệt đâu. Nguy hiểm thật. Ông Tuấn Cơm này ông nguy hiểm thật đấy. Ủa, ok kìa kìa, thằng Trung Quốc. Cái thằng Trung Quốc cũng đang chơi cái bài của tôi ngày hôm qua anh em ạ. Ui rồi ôi, 6 Glacier. 6 Glacier.
6 Witcher, à 6 Glacier, 4 Witcher, level 11 kẹp thêm chú quỷ. Ui mẹ ơi, tối con nhà bà thượng. Dồn đồ cho Tabu à? Có phải không? Dồn đồ cho Lancer anh em ạ. Đang dồn đồ cho Lancer. Phải. Thế thì tối thượng rồi, tối thượng rồi. Làm sao bây giờ? Thằng đấy là cái thằng solo late game đấy. Ui rồi, lại ra cái áo choàng long bào bộ này. Hỏng rồi. Bộ này mà chơi long bào chết không. Long bào khi chuyển về Witcher à? Ơ, tôi ra chú quỷ này. Thế được. Thì ngũ long hóa hình thôi chứ còn gì nữa. Chỉ có ngũ long hóa hình mới cân được thôi anh em ạ. Chứ con bắn trưởng không cân được đâu. Bắn trưởng này mà gặp cái con Tabu thì phế luôn. Tabu kháng phép nó cao lắm. Với cả tôi thấy là Tabu của nó có cái cầu vực thẳm rồi. Bắn vào nó có xin nhê gì đâu. Cầu vực thẳng thì tăng 100% kháng phép. Xong lại lội tại của Tabu là cũng 40% nữa. Khó lắm. Tổng trên người con Tabu Witcher là 140% kháng phép thì đỡ làm sao được anh em. Chúng ta chuyển dần thôi anh em ạ. Bây giờ có chúa quỷ rồi thì chuyển sang cái bộ Witcher đi. Ngũ long hóa hình đi. Solo hai bộ Witcher với nhau đúng không? Đây này. Mẹ nó còn ra được cả cái con kiếm hồn nữa chứ, kiếm hồn 2 sao nữa chứ. Ui anh em thấy chưa? Thấy chưa? Khó rồi, dồn đồ cho Tabu thật anh em ạ. Cái bộ này nó cháy lắm. Vô địch luôn ấy. Gặp đúng cái bộ tối thượng với cay như vậy. Cái bộ đấy nó gọi là mắc tối thượng. Làm nào bây giờ? Khó nhỉ. Khó thật. Lâm rồng kết hợp với cả 4 Witcher. Lâm rồng kết hợp với cả 4 Witcher kết hợp với chú quỷ đánh ở level 10. Kẹp thêm được con Doom nữa. Hiện tại là chúng ta chắc là sợ nhất cái nhà này rồi. Còn cái nhà 9m, 9m cũng hơi sợ một tí. Nhưng mà nhà này là tôi sợ nhất rồi. Warrior thì không ngàn nữa rồi. Warrior vào phát chết ngay anh em thấy không? Warrior tầm này thì thôi vô tư luôn rồi. Đi luôn. Ui vẫn còn 2 máu. Kìa nó có chuỗi rồi kìa anh em thấy chưa? Thì chết tôi rồi. À, khó rồi. Bây giờ tôi lại bắt đầu phải tìm mấy cái con Witcher vào này. Chưa có Witcher. Thực ra cái đội hình này thì dồn đồ cho rồng cũng được. Dồn đồ cho rồng chơi cũng được. Vấn đề là phải đủ Witcher để kích hoạt thôi. Nó comeback kìa. Mà nó lên được 11 đi chứ. Cái vấn đề nó lên được 11 đi. Nếu mà nó đánh ở 10 còn không sợ. Nhưng mà bây giờ lên 11 nó kẹp được thêm chú quỷ. Đội hình nó ra full bộ luôn rồi. Tức là nó tối thượng rồi. Bây giờ mạnh hơn thì chỉ có là gì? Tabu Witcher lên 3 sao với cả chú quỷ lên 2 sao thôi. Thế thôi chứ còn bây giờ là tối thượng lắm rồi. Bây giờ là bắn trưởng thì cũng chịu rồi. Thôi. Đầu hàng. Đầu hàng luôn. Con Tabu Witcher thì 1 giây tung trưởng 1 lần kìa anh em kìa. Mẹ. Vãi đài ạ. Đúng 1 giây tung trưởng 1 lần kìa. Ơ kìa. Ơ vẫn thắng. Vẫn thắng á. Ê. Nhưng mà chắc là cũng chỉ là may mắn thôi anh em ạ. May mắn thắng được 1 round. Còn sau này thì cũng không biết được. Vẫn còn 4 nhà cơ à. Bây giờ chỉ mong là solo nhanh thôi anh em ạ. Solo nhanh trước khi mà nó lên được chú quỷ 2 sao với cả Tabu Witcher 3 sao. Khó rồi. Tí nữa là phải chuyển sang hết là mấy cái đồ đánh tay luôn ấy. Bắn trưởng bây giờ không xin nhê nữa rồi anh em nhé. Bắn trưởng là không vào máu đâu.
Rồi, thằng này đi đi, thằng này đi đi. Ok. Predator Aweta rồi. Đổi đồ cam mà tôi sẽ đổi đồ cam khi mà đủ. Còn nếu mà không đủ đồ cam thì từ từ hãy đổi. Khó nha. Mà tôi nghĩ là cái thằng 5 rồng 9 mét nó sẽ bay màu sớm thôi anh em ạ. Không có cửa gì đánh cái bộ kia được đâu. Bộ kia tôi chơi nhiều tôi biết mà. Cái bộ đấy hôm qua tôi chơi cho anh em xem đấy. Mạnh lắm anh em ơi. Con Tabu Witcher mà kết hợp với 6 Glacier thì cứ 1 giây tung trưởng 1 lần mà. Cứ 1 giây tung trưởng 1 lần thôi. Không có cái gì cản được. Nếu mà muốn cản cái con đấy là chỉ có nhiều khống chế thôi. Grimson. Lấy mấy cái búa bình minh hay Grimson này cũng được. Thêm khống chế vào để ngăn không cho nó bắn trưởng. Hoặc là gậy hack. Những cái món đồ cam khống chế. Thôi tôi đổi đồ cam luôn đây anh em ạ. Đổi đồ cam sớm tí, đổi thêm món nữa. Giữ lại cái mã thông báo anh em nhé. Gậy xanh này. Gậy xanh cũng được. Gậy xanh cho rồng nó. Rồng cầm gậy xanh có khả năng là đánh chậm lại. Cái mã thông báo để tí nữa ấy, cái con Dragon Claw này của tôi này, nó sẽ tính là một cái con thuộc Witcher. Đấy, nó sẽ làm con Witcher luôn. Và nó cũng sẽ là một con Demon luôn. Tí nữa chúng ta sẽ dùng cái con rồng này để đấm cái con Taboo Witcher của đối thủ. Bởi vì chúng ta có cái áo long bào mà, nên là chúng ta được coi là một con Witcher. Rồi ôi, ăn cái con này kiểu gì. Mày nó 1 giây tung trưởng 1 lần anh em ạ. Cay nhỉ. Khó thật. Chú quỷ này chuyển sang Witcher được chưa? Nóc lại đã. Không kịp anh em ạ. Rao sau tôi sẽ xả tiền thật là mạnh để tôi chuyển sang Witcher ở rao sau luôn anh em nhé. Gặp thằng này khi còn toàn. Được không? Rồng 3 thì sẽ không ăn được. Ok. Rồi, một rao nữa thằng ấy đi thôi. Rồi, rao này xả thật là mạnh mà. Đủ rồi nhá, đủ bộ rồi, đủ bộ rồi. Ơ đâu? Chưa có. Chưa có Tabu. Thiếu Tabu anh em ạ. Rôn kiếm lốt con Tabu nào. Ra đi, đây rồi. Thôi chuyển luôn, chuyển luôn, chuyển luôn. Chuyển luôn, chuyển luôn, chuyển luôn. Ok, rồi. Tạm thời thế đã. Ra sau rồi roll tiếp. Ui này có bất diệt rồi. Thua. Khỏe quá anh em ạ. Quay đài. Hảo rồi. Khó chịu chưa? Trứng rồi này. Để chú quỷ nhá. Bỏ con này đi. Luôn mạnh mẽ lên tí nào. Doom 2. Bỏ con này đi. Ok. Ui.
Mẹ Tabu 3 sao rồi anh em ạ. Thôi xong rồi. Ui mẹ ơi, vãi đái ạ. Trông bất lực thật sự luôn ấy. Ui xong rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Làm nào giờ? Khó thế. Khó đến vậy sao? Ui gặp cái con này thế giới quá anh em ạ. Tối thượng vô địch rồi. Đối thủ chúa quỷ 2 sao. Kiếm hồn 2 sao. Nhưng mà cái quan trọng ấy là cái con Tabu 3 sao anh em ạ. Tabu của tôi mới 1 sao. Con Tabu 3 sao nó tung trưởng liên tục luôn. Tabu 3 sao là tung trưởng liên tục. Chém một phát là tung trưởng một lần luôn ấy. Thậm chí là không phải là 1 giây tung trưởng một lần đâu, mà có khi là 0,5 giây tung trưởng một lần luôn. Với tốc đánh của nó là 0 chấm mấy nhỉ? 0.2 đúng không? Không, 0.2 có nghĩa là gì? 1 giây tung trưởng 5 lần anh em ạ. Con đấy nó cứ chém một phát là tung trưởng một lần mà. Trong 1 giây nó chém được 5 phát. Ui vãi đái. Thế thì bá quá rồi, làm sao bây giờ? Hỏng rồi. 1 giây tung trưởng 5 lần. Chịu. Bây giờ có một cái con mà nó đủ máu để nó có thể để cho cái con Tabu nó chém được 5 phát trong 1 giây ấy. Nhưng mà không có con nào mà chịu được 5 phát 1 giây cả. Phải. Anh em nhìn kìa. Trời ơi, anh em nhìn kìa. Thôi chịu. Chịu, chịu, chịu. Chém phát nào tung trưởng phát đấy mà. Anh em nhìn thấy không? Anh em có nhìn thấy không? Chém phát nào tung trưởng phát đấy luôn. Thôi anh em ạ. Trận này top 2 rồi. Nó chém một phát là tung trưởng luôn. Không thể nào tin nổi luôn ý. Mà cái tốc đánh của nó là 0.2. Thôi Doom bây giờ lâu hốp rồi. Dồn toàn bộ đồ cho Storm Shaman thôi anh em ơi. May ra mới có cửa. Phải cản, phải silent nó, không cho nó tung trưởng anh em ạ. Phải silent không cho nó tung trưởng mới được. Được không, được không, được không, được không, được không. Ui dồi ôi anh em ơi, nó tung trưởng liên tục. 1 giây tung trưởng 5 lần. Thôi. Chịu. Đầu hàng, Tuấn đầu hàng. Chịu đó. Đánh bây giờ thủ tục với cả đái á. Thề. Không làm cách nào luôn à. Khó vậy. Phải xếp bài. Xếp bài thì mới ăn được anh em ạ. Giết cái con chú quỷ trước đi. Được không? Được không? Ui anh em nhiều chém kìa. Chém phát nào tung trưởng phát đấy. Thôi 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 thôi. Chịu, 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 chịu. 0.3, tốc là 0.3. 1 giây tung trưởng được là ít nhất là 4 lần. Hay là dí cái con chúa quỷ lên cao lấy cái bình minh này chặn nó lại nhỉ? Thử phát xem nào. Chả nhẽ lại không cản được. Phải cản được chứ. Thề. Kiểu gì cũng không cản được luôn á. Swap Tabu không được thì bây giờ swap con chúa quỷ xong rồi kèm thêm cái bình minh vào mặt xem nào. Được không? Một đống khống chế như này mà không ăn được hả? Ui rồi chúa quỷ đứt rồi. Ấy đừng kìa, hack của nó. Hack của nó, hack của nó. À mày bật bất diệt rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được rồi anh em ơi. Trời ơi, không thể tin được ăn được đâu vừa rồi ạ. Thề, cái bất diệt của nó bật lên là xong. Dã man thật sự, khó chịu quá đi mất tôi. Không thể tin được, trời ơi, căng thẳng thật sự luôn. Cứ ngỡ là về top 2 mà cuối cùng vẫn ăn được nó. Thế nó mới gọi là tài lị thế. Ui, hết hồn anh em ơi. Thắng mà không nghĩ là mình thắng luôn. Dã man. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi chơi ngay cái bộ này luôn, của đối thủ luôn anh em nhá. Để anh em biết cái sức mạnh của bộ đấy nó như nào. Cực kỳ kinh khủng. Mà thậm chí cái trận đấu này nhá, cái thằng đối thủ của tôi ấy, nó còn kinh khủng hơn gấp đôi tôi luôn. Thậm chí là gấp 3 lần luôn.
khi mà nó lên được cái con Tabu chơi lên 3 sao anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!